ông tuần lấy bóc một kia ấy chưa? Sang kia mới bảo Tuấn lấy hai cái vỉ trứng lót nó vào anh ơi. Lót vào trong của cái túi ấy. Thôi không. Thôi anh ơi, toàn sắc ở dưới. Anh ơi lấy hai cái vỉ trứng anh lót vào cho bác cái. Cho vỉ trứng vào trong, Tuấn nó cũng lót thế đi thoải mái mà. Thật. Tốt nhất là cứ treo ông dưới này xong cho mấy cái vỉ bìa vào đi cho nó chắc ăn. Anh ấy treo cái vỉ bìa vào, lót vào trong cái túi. Cho vào trong cái túi đấy, treo cho bác, treo vào tay xe đi, lủng là lủng lẳng. Dán rồi. Đấy, dính dán thì nó lấy hơn bác ạ, nó dính hơn. Đi nó bật ngửa ra phí bình rượu. Sao như kiểu bác đang tranh chói cái gì bác ạ? Tuột đây, tuột làm một vòng đi bác ơi, làm một vòng cổ đi, không xoáy sang đấy, vòng đi, vòng một vòng cổ, vòng tiếp sang bên này, đấy kéo thôi. Tăng cường sức khỏe bồi bổ cho cơ thể. Được, đi thoải mái bác ạ, được không? Cái treo lủng lẳng thế đi làm sao được xa. Cái lủng lẳng thì chưa cảm ơn. Vâng. Vâng, bác về nhá. Vâng ạ, cảm ơn bác. Em xong mà lấy thì bác quen rồi, bác nhắn tin địa chỉ. Em cho nhân viên giao tận nơi. Bác nhá, toàn đi ra. Hà Đông nữa. Hà Đông ạ? À? Bao nhiêu chỗ đoạn nào? Mù Lao. À, Mù Lao. Bên Cảng. Bác cứ gọi đi. Nếu mà ấy bác cứ gọi đi, bởi vì nhân viên nó đi bến Mỹ Đình trước mà.
Vâng. Mình sẽ qua đấy giao cho bác đỡ phải đi bác nhá. Vâng. Có khách hàng ở Mộ Lao Hòa Đông. Có kè đây, tiền 2 triệu. Bom tấn khuyến mại. Khách hàng muốn mua rượu tắc kè thì liên hệ số điện thoại 0974870000 để mua rượu tắc kè.